Phúc Hoàng Kiều hồi còn trẻ đã từng mua rau răm, hàng hiếm trên đất Mỹ, khi đó gần 31 tuổi. Dùng chiếc xe máy được ân nhân tặng để mang tới các chợ nơi có nhiều người Việt sinh sống, bán để mà kiếm lời, khiến cho bà Helen Rose lại không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó chàng thanh niên tị nạn người Việt lại trở thành một tỷ phú. Vì lúc đó không trốn nương thân, bơ vơ giữa đất Mỹ vào năm 1975. Là một trong những người đồng sáng lập của tổ chức thiện nguyện Wesley Women Club và từng giúp đỡ nhiều người khốn khó tại Contra Valley thuộc miền Nam tiểu bang California. Nhưng đó là lần đầu tiên nhóm của bà đã mở vòng tay nhân ái với một gia đình tị nạn người Việt. Không lâu sau, khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, bà kể lại về gia đình ông Hoàng Kiều. Họ không có nơi ở, công ăn việc làm, bạn bè hay là thậm chí cả quần áo. Vì thế chúng tôi đã trả tiền thuê nhà tháng đầu và tháng cuối để họ có thể nhanh chóng tới sống. Người phụ nữ nay 91 tuổi này chia sẻ rằng dù là nhiều năm trôi qua và trí nhớ đã suy giảm nhiều, bà vẫn không quên được sự háo hức bắt đầu cuộc sống mới của những người tị nạn tới từ nửa vòng trái đất đó. Chia sẻ tại khu nhà trị giá tới 33 triệu đô la Mỹ, tức là khoảng 750 tỷ đồng ở Simi Valley, cách mà nơi tái định cư ở vùng đất mới hơn 20 km 42 năm trước. Nhà tỷ phú Hoàng Kiều cho rằng với vai trò trụ cột gia đình, ông đã phải làm ba công việc cùng lúc để mà kiếm tiền nuôi các con nhỏ. Nếu muốn đạt được mơ ước, bạn phải làm việc chăm chỉ. Nếu muốn có tiền, bạn phải làm việc chăm chỉ và tìm cách kiếm tiền, ông Kiều nói. Người đàn ông với dáng người nhỏ bé này phát hiện cơ hội làm ăn đầu tiên ở Hoa Kỳ tại vườn nhà của một người bạn. Ông Kiều khi đó gần 31 tuổi mua rau răm, hàng hiếm trên đất Mỹ khi ấy, rồi dùng chiếc xe máy và chở đi bán khắp nơi, nơi nào có người Việt kinh doanh buôn bán là ông đến tìm cách bỏ mối, cũng như là giao hàng. Chia sẻ đó là cách tôi kiếm tiền và tích lũy lúc ban đầu. Tỷ phú Mỹ gốc Việt, trong bất kỳ tình huống nào, ông nói, tôi phải nghĩ cách để mà tồn tại. Ông cho biết thêm rằng các kỹ năng sống còn học được từ lực lượng biệt kích Mỹ khi làm phiên dịch cho họ thời chiến tranh Việt Nam đã giúp ích cho ông tái xây dựng một cuộc sống tại quê hương thứ hai này. Khi được đưa tới một khu rừng, không ai có thể tới cứu bạn, bạn phải tìm cách sống còn. Nếu bạn bị lạc vào đó, bạn phải đào củ lên mà ăn, tìm chuối rừng hay thứ gì đó để mà ăn, ông Kiều chia sẻ. Khi được giới thiệu công việc với thù lao là 1 đồng 25 sen một giờ tại phòng thí nghiệm của tập đoàn Abbott, ông Kiều đã không bỏ lỡ cơ hội này. Dù là không có bất kỳ kinh nghiệm nào, ông vẫn được nhận vào làm với lời hứa là sẽ cố gắng hết sức. Và ông đã giữ lời, làm việc trung bình 12 giờ một ngày. Theo lời ông, chỉ trong vòng 6 tháng, ông đã được thăng tiến làm quản lý, rồi sau đó là giám đốc một bộ phận sản xuất và kiểm nghiệm huyết tương. Thành phần quan trọng của máu có vai trò vận chuyển các chất dinh dưỡng của cơ thể. Sau 5 năm đặt chân tới vùng đất mới và tích lũy đủ kinh nghiệm, ông Kiều đã thành lập công ty riêng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất huyết tương y tế và kháng thể hiếm, viết tắt là RAAS. Rồi ông mở rộng hoạt động sang Trung Quốc và hiện là phó chủ tịch công ty chi nhánh ở Thượng Hải. Ông Kiều cho biết rằng ông từng bị đối thủ chơi xấu và tìm cách làm mất uy tín bằng cách là nói rằng sản phẩm của ông là của Trung Quốc. Nên nay tỷ phú này mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực khác như là sản xuất rượu vang, các sản phẩm bổ dưỡng và nhà hàng ở ngay chính tiểu bang California. Ông nói rằng các khó khăn cũng như là thách thức ông đối mặt khi mới tới Hoa Kỳ đã biến ông trở thành con người như ngày hôm nay. Theo Forbes, tỷ phú tự thân này hiện có tài sản định giá là 2,9 tỷ đô la Mỹ và RAAS Thượng Hải đứng ở vị trí thứ tư trong danh sách các công ty sáng tạo nhất thế giới. Ông Kiều cho hay rằng ông biết ơn nước Mỹ và giờ là lúc ông trả ơn quê hương thứ hai đã cho ông cơ hội làm lại cuộc đời. Riêng năm nay, ông đã đóng góp 10 triệu đô la Mỹ giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt, trong đó có nhiều người đồng hương ở San Jose, California và các nạn nhân ở bão Harvey ở Houston, Texas.
Thị trưởng Sam Lacadio của San Jose nói với ông rằng không có ràng buộc gì khi tặng tiền. Mọi đồng đô la phải được hỗ trợ người dân gặp khó khăn để họ có thể trở về nhà. Ông ấy yêu cầu rõ như vậy. Người đứng đầu thành phố nơi có đông cư dân gốc Việt sinh sống kể lại. Trong bộ vest hiệu Gucci màu xanh lá cây đậm mà ông cho hay, chỉ vài nghìn đô la doanh nhân này chia sẻ về việc làm từ thiện. Tôi không thể ăn 3 bát cơm một lúc, không thể đi 2 đôi giày cùng lúc, cho nên số tiền của tôi một phần dành cho con, một phần dành cho các nhân viên trụ cột, số còn lại sẽ dành cho các mục đích từ thiện. Người đàn ông nổi tiếng với phong cách thời trang khác lạ và mối tình ngắn ngủi với nữ hoàng nội y của Việt Nam nói rằng ông thích giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất thay vì bỏ tiền để có tên mình trên một tòa nhà nào đó. Là một người tị nạn vượt qua nhiều khó khăn để trở thành thành công trên đất Mỹ, ông Kiều nói rằng ông có một giấc mơ Hoa Kỳ có luật về nhập cư để nhiều người không phải luôn thường trực nỗi lo sợ bị trục xuất. Nhập cư trở thành một trong các vấn đề cốt lõi dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump trong nỗ lực của Nhà Trắng nói nhằm bảo vệ sự an toàn và an ninh của đất nước, cũng như là bảo vệ các công nhân và người trả thuế của Mỹ. Khi được hỏi có thông điệp gì cho người từng là tỷ phú bất động sản, ông Kiều nói, tôi kêu gọi bất kỳ ai ra quyết định và có lương tâm, hãy nghĩ về nguồn gốc tổ tiên của mình cũng như là sự hình thành của nước Mỹ. Khi nhìn vào những câu chuyện thành công của những người đóng góp ở Hoa Kỳ, họ là ai? Họ phải nhớ tới điều đó, ông Kiều nói, ám chỉ tới nguồn gốc di dân của nhiều người Mỹ. Hiện là có hàng triệu người gốc Việt sinh sống ở Mỹ, biến họ trở thành cộng đồng người Việt lớn nhất trên thế giới ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Hàng trăm nghìn người đã rời bỏ tổ quốc đi tị nạn sau chiến tranh Việt Nam, và nhiều người trong số đó đã phải lênh đênh trên biển trong các chuyến hải hành đầy hiểm nguy. Không giống với các đồng hương khác, ông Kiều cho biết rằng ông và gia đình được đưa khỏi Việt Nam trên máy bay của Mỹ và không phải trải qua các trại tị nạn trước khi tới Hoa Kỳ. Anh Lương Ngô, một cư dân ở Little Saigon, nơi sinh sống của nhiều người Mỹ gốc Việt, chia sẻ, anh tới Hoa Kỳ lúc 30 tuổi, tầm tuổi lúc ông Kiều đặt chân tới miền đất hứa. Di dân từ Việt Nam này nói rằng, câu chuyện vươn lên từ nghèo khó của người đàn ông 73 tuổi đã truyền cảm hứng cho anh. Mình nghĩ nếu mình là ông thì mình cũng làm điều đó để giúp đỡ cộng đồng. Mình là tỷ phú thì mình có thể chia ra một ít tiền giúp cho mọi người. Đó cũng là tấm lòng của một người nghĩ tới hồi xưa của mình, xuất phát từ khổ cực và đến khi giàu có thì nghĩ lại. Anh Lượng chia sẻ như vậy. Như chúng ta đã biết, khi nền kinh tế suy thoái thì mức tiêu thụ sẽ giảm. Các tiệm nail nói riêng và nhiều cơ sở thương mại khác nói chung cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lượng khách sẽ ít đi khiến cho nhiều người cảm thấy chán nản, rời bỏ bê các công việc làm ăn, buôn bán hàng ngày, dẫn đến tình trạng thiệt hại càng nặng nề hơn. Tiệm nail vắng hay là đông khách cũng chỉ một phần phụ thuộc vào nền kinh tế trì trệ hay là thịnh vượng. Nhưng cái cốt yếu là do kiến thức điều hành của người quản lý. Tại bất cứ thời điểm nào, việc thu hút được thêm nhiều khách hàng mới hay là bị mất dần khách đều phụ thuộc vào cách thức phục vụ khách hàng của bạn. Trong thời gian này, kinh tế đang còn gặp khó khăn, cũng không phải là lúc mà chúng ta nghĩ rằng chỉ còn một phương pháp cuối cùng để có thể thu hút khách hàng là phải hạ thêm giá dịch vụ. Kỹ nghệ ngành nail của người Việt tại hải ngoại đang mang danh tiếng là những discount nail salon, là các tiệm nail giảm giá. Giá trị dịch vụ của chúng ta hiện tại đã không một sắc dân nào trong ngành dám cạnh tranh. Thì tại sao mình chỉ phải chú tâm vào việc hạ giá để nhiều thợ đưa đến ý nghĩ là phá giá để làm tôi tớ cho khách? Vì tính giá quá rẻ trong khi làm việc mệt nhọc mà lại không kiếm được bao nhiêu tiền. Để rồi từ đó đổ ra một buồn bã cho chính bản thân mình và đưa đến sự bực giận với khách hàng khi phục vụ. Chúng tôi đã thường nghe và nhìn thấy cách thức phục vụ khách hàng ở nhiều tiệm mà cũng cảm thấy buồn cho khách. Rất nhiều thợ và luôn cả chủ tiệm cung cấp dịch vụ giá rẻ thường hay có quan niệm là tiền đâu của đó, nên dễ có thái độ bực bội với khách hàng khi người khách có yêu cầu hay thắc mắc gì thêm về dịch vụ rẻ tiền đó. Hơn nữa, đa số các thợ thường im lặng,
Ông thầm làm mau lẹ cho xong công việc để tính tiền và tranh thủ thời gian để bắt phiên khách kế tiếp. Tuy rằng nhiều thợ vì ngôn ngữ bất đồng nên ngại vấn đề giao tiếp hay có thể không biết gì để nói, nhưng cũng có nhiều thợ nói rất thông thạo mà vẫn không một lời dò hỏi, trò chuyện với khách. Có lẽ vì không muốn lãng phí thời gian để rồi có thể bị mất đi phiên khách khác. Chúng ta nên lưu ý là nhiều người khách, nhất là khách hàng mới, bước vào tiệm không phải chỉ vì giá rẻ mà có thể là vì sự thuận tiện hay là mong muốn tìm một nơi nào khác để được tiếp đón ân cần và hài lòng với công việc. Hơn nữa, giá dịch vụ quá rẻ cũng dễ làm cho khách hàng có ý nghĩ và lo sợ về chất lượng sản phẩm và dụng cụ sử dụng cho dịch vụ. Mặt khác, dịch vụ giá rẻ là do sự cạnh tranh phá giá giữa các chủ nhân chứ không phải là do khách hàng định đoạt. Giữ một người khách trung thành với tiệm rất khó, nhưng mất đi 10 người thì dễ như trở bàn tay. Chỉ cần là một người khách không hài lòng với cách thức phục vụ của tiệm thì tiếng xấu có thể sẽ lan tràn khắp nơi rất nhanh chóng. Các tốp bạn bè, gia đình, người thân quen hay những khách hàng ở các tiệm lân cận nghe được lời trách móc của người khác bực giận thì bạn có thể mất đi hoặc là không bao giờ có cơ hội để phục vụ người khách hàng đó. Lúc khách hàng đang gặp phải khó khăn về tài chính là lúc họ có sự lựa chọn kỹ lưỡng về vấn đề tiêu xài. Việc đi làm móng tay, móng chân đối với đa số mọi người chỉ là sự ham muốn chứ không phải là một nhu cầu cần thiết. Số tiền người khách dành dụm có thể dùng để mua sắm đồ đạc cho gia đình hay con cái, nhưng nhiều người đôi lúc vì ham vui hay có ý nghĩ là đi làm móng tay, móng chân để có thể làm giảm bớt đi tinh thần đang căng thẳng. Nhưng nếu không may người khách đó bước vào một trong những discount nail salon, cũng vì muốn tiết kiệm chút tiền với giá rẻ, họ lại càng thêm bực bội và căng thẳng vì không hài lòng với cách thức phục vụ, thì có lẽ là chính chúng ta đã gây khó khăn thêm cho kỹ nghệ ngành nail của người Việt. Tiếp đón khách hàng nhanh chóng là vấn đề quan trọng cần phải thực hiện, nhưng phục vụ cho hài lòng khách là điều chính yếu. Không nên vì lo sợ mất khách hay mất phiên khách rồi làm việc vội vàng và cầu thả. Nếu tiệm của bạn nằm trong những khu phố nhỏ shopping center để chỉ phục vụ khách hàng địa phương và phương pháp tiếp đón hấp tấp cứ tiếp tục tái diễn trong một thời gian ngắn thì bảo đảm là số lượng khách hàng của tiệm sẽ bị mất dần. Như bạn cũng biết là khi đã làm mất uy tín với khách hàng thì khó mà dùng biện pháp để có thể lôi cuốn được lại họ, mặc dù là bạn tiếp tục hạ giá để rồi ngày càng gây phức tạp thêm cho vấn đề giá cả cạnh tranh. Sau đây là một vài điều được trích đoạn từ cẩm nang kiến thức hành nghề nail. Cách thức quản lý mà chúng tôi mong các bạn áp dụng để có thể giúp tránh bớt vấn đề cạnh tranh giá cả. Dò xét các giá dịch vụ của các tiệm cạnh tranh lân cận và cố gắng làm tương đương hoặc là bằng giá. Bớt giá tiền dịch vụ cho khách bởi bao nhiêu phần trăm? Discount percentage. Thay thế hạ giá chính thức bao nhiêu đồng? Chỉ bớt giá đặc biệt cho khách hàng lần đầu tiên đến tiệm. First time visit special only. Nếu bạn tin rằng công việc làm của tiệm tốt đẹp và kiến thức điều hành vững chắc thì không nên lo sợ về vấn đề giá cả của các tiệm lân cận thấp hơn chút. Sau khi khách hàng đã vui vẻ và hài lòng với sự phục vụ của bạn thì họ cũng khó bỏ bạn để sang tiệm khác chỉ vì giá dịch vụ rẻ hơn một vài đồng. Nếu tiệm của bạn dùng các sản phẩm với chất lượng cao thì nên giải thích cho khách hàng hiểu là sẽ đánh giá cho dịch vụ họ trả để có thể tránh hạ giá nếu người khách phàn nàn về giá cả. Nếu có thể, bạn có thể bớt giá hoặc là chỉ giảm giá tiền tính cho các công việc làm như là gãy móng, cắt ngắn, sơn màu, vẽ kiểu, v.v. thay thế hạ giá chính thức cho dịch vụ. Không nên viết trên kính hoặc treo các tấm biển quảng cáo giá đặc biệt trước tiệm, với thời gian quá lâu sẽ dễ trở thành giá chính thức. Hơn nữa, các tiệm lân cận nhìn thấy cũng sẽ hạ giá theo. Nếu đăng quảng cáo giá đặc biệt trên báo chí, đài phát thanh, truyền hình thì nên có ngày hết hạn và tránh đăng liên tục nhiều lần với thời gian lâu. Các chủ tiệm lân cận nhìn thấy hay nghe được cũng sẽ dễ bực tức và hạ giá theo. Theo dõi những quảng cáo với giá khuyến mãi của các tiệm lân cận trong thời gian khai trương. Nếu khách hàng so sánh hoặc là đề cập đến thì bạn nên bớt giá cho họ. Theo lời thông báo trong tiệm là bạn nhận tất cả các giá khuyến mãi của các tiệm cạnh tranh lân cận trong vòng 3 đến 5 dặm hoặc là bao nhiêu thì tùy ý của bạn. Hầu hết các chủ tiệm đều muốn giữ giá dịch vụ cao nhưng không thích các tiệm lân cận làm rẻ hơn, nên cứ tranh đấu nhau hạ giá. Nếu có thể, bạn liên lạc các chủ tiệm lân cận để thương lượng về vấn đề giá cả. Đa số các chủ tiệm đều hoan nghênh và sẵn sàng hợp tác. Để có thể giúp kỹ nghệ ngành nail của người Việt chúng ta ngày càng thêm phát triển và giàu mạnh, các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm những cuốn cẩm nang quý báu về kiến thức hành nghề nail như là cách thức mua, mở, bán tiệm, cách quản lý, giao tiếp khách hàng được biên soạn rất tỉ mỉ
với những vấn đề thực tế đã xảy ra trong ngành để có thể giúp các bạn tránh những lỗi lầm và thành công hơn. Tuy nhiên cũng nhiều cái trường hợp chúng ta bị mất khách dù là chúng ta đã phục vụ thật tốt. Như vậy giải pháp đó là gì? Bạn có bị mất khách mà không biết lý do không? Nhiều tiệm nail vô duyên vô cớ mất khách liên tục, mất nhiều đến độ chỉ trong 2 năm khách của tiệm chỉ còn lại phân nửa. Trong khi đó chủ tiệm vẫn tin rằng là mình phục vụ khách hàng thật tốt, làm móng hoàn hảo, thậm chí là giá rẻ hơn trước đây. Sau đây là một số chia sẻ xin gửi đến quý vị. Là người phàm xác thịt, ai cũng thích tìm thú vui. Và nghề nail là nghề làm đẹp. Khách hàng đến tiệm nail vì muốn tìm giây phút thư giãn để hưởng thụ một chút hương vị cuộc đời. Một tiệm nail với bằng đó gương mặt, bốn bức tường, bao nhiêu tháng năm qua cũng chỉ quanh đi quẩn lại là những dịch vụ y chang. Hỏi thế có nhàm chán không? Nếu đã nhàm chán, hết vui, không còn tinh thần đến tiệm nail thì họ có thể chọn đi tiệm khác hoặc là ngồi ở nhà tự dỗ móng cho mình cho xong. Theo thống kê từ Tổ chức Địa ốc Quốc gia, trung bình là 75 người Mỹ sẽ dọn nhà một lần. Vì phải dọn nhà đi xa hoặc là ra khỏi khu vực tiệm của bạn, hoặc không tiện đường đến tiệm bạn như trước nữa, tiệm nail của bạn sẽ mất là 1/7 số khách hàng, tương đương với 14,28%. Dù là bạn phục vụ tốt, bạn vẫn phải mất một số khách này. Cộng thêm với một số người già lão, bệnh tật, không còn khả năng di chuyển và một số người về với ông bà, nên bạn sẽ mất thêm một số khách nữa. Ước tính là hàng năm tiệm nail sẽ mất khoảng 20-27% số khách hàng của tiệm nếu chúng ta phục vụ chu đáo. Bây giờ chúng ta biết được ít nhiều về sự phũ phàng mất khách vô cớ. Chúng ta có muốn làm gì để ngăn chặn hoặc là sửa đổi nó không? Có một số sự việc xảy ra ngoài tầm tay của chúng ta, chẳng hạn như khách bệnh liệt giường hoặc về với ông bà thì bó tay. Nhưng còn phần lớn là chúng ta vẫn có khả năng ngăn chặn mất khách. Chúng ta liệt kê một số điều từ đơn giản đến phức tạp mà chúng ta có thể làm được. Bạn biết khách không đến tiệm nail bạn nữa vì họ nhàm chán, thế thì bạn hãy làm những điều tạo sự ngạc nhiên bất ngờ mỗi khi họ tới tiệm nail. Một bình hoa tươi, bạn có thể cắm một bình hoa tươi trong tiệm để mỗi lần khách đến họ đều ngắm thưởng và thay đổi hoa tươi hàng tuần. Bạn cũng nên thường xuyên đem những màu sơn gel mới vào tiệm để khách có sự ngạc nhiên bất ngờ, và bạn nên dành một cái kệ đựng nước sơn và gel mới ghi rõ là new colors. Hoặc là một bộ đồng phục mới, nhiều tiệm nó đem đồng phục vào tiệm như một cái áo khoác ngoài. Điểm này cũng hay nhưng hơi nhàm chán, bạn có thể thay đổi đồng phục, đồng màu cho toàn bộ nhân viên của bạn, và những cái bộ đồng phục này cũng nên có thời gian nhất định để mà thay đổi. Bạn nên đưa ra những dịch vụ mới trong tiệm để khách đỡ bị nhàm chán hơn. Đối với bàn ghế mới, bàn ghế trong tiệm của bạn sau một thời gian nhìn đã cũ, bạn có thể thay một loạt bàn ghế mới với màu sắc mới, kiểu cách mới. Tuy nhiên, theo cách thức này cũng khá là tốn kém trong việc đầu tư, tùy theo cái lượng khách hàng và cái khoản thu nhập của bạn. Phong cách mới, nếu tiệm của bạn đã cũ kỹ, bạn có thể sửa sang lại tiệm, tạo ra phong cách mới cho tiệm. Tiệm nail của bạn cũng có thể áp dụng những công nghệ mới trong thị trường. Bạn đừng chỉ giới hạn trong lĩnh vực nail mà hãy nhìn ra khỏi lĩnh vực nghề nghiệp, ví dụ như iPad, iPod, 4K, v.v. Bạn nên thông báo cho khách hàng của bạn những luật pháp mới trong ngành thẩm mỹ, nhất là những luật bảo vệ khách hàng, để khách hàng biết là bạn luôn tuân thủ theo luật và bạn quan tâm đến khách hàng của bạn. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.